Một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á giờ chỉ còn lại hình ảnh này. Ngành du lịch Hội An bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí bờ biển Cửa Đại có thể đã biến mất nếu không nhờ nỗ lực bơm cát tạo bãi của chính quyền địa phương. Tôi thật sự thất vọng khi trông thấy cả một bãi biển đẹp như thế này lại tràn ngập rác và những bao cát khổng lồ bao bọc xung quanh. Gần 7 km bờ biển Cửa Đại thì có gần 5 km bị sạt lở. Nhiều năm qua, chính quyền đã đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng cho dự án giúp ngăn chặn và phục hồi bãi biển. Và đây là một cái công trình được đánh giá là rất phức tạp, bởi vì nó vừa phải bảo vệ được cái bờ biển, nhưng cũng phải vừa phục hồi lại cái bãi cát để phát triển du lịch. Nó khác với ở một số địa phương khác. Theo thống kê, bờ biển 13 tỉnh thành miền Trung có đến 88 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 120 km. Trong đó, Cửa Đại là một trong những vị trí sạt lở nghiêm trọng và có diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, những giải pháp mang tính toàn diện cần sớm được triển khai trong thời gian tới.